Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm thảo dược số 1 cho người viêm gan virus, men gan cao và xơ gan. Cam kết hoàn tiền 100% nếu sử dụng không hiệu quả. Jose Mourinho khẳng định ông sẵn sàng tạo điều kiện để Jadon Fernandes trở lại Benfica vào kỳ chuyển nhượng tháng riêng tới đây. Chia sẻ trên Sport TV, Mourinho nói: "Đối với tôi đây không phải là vấn đề mà là một giải pháp. Tôi không bao giờ thúc ép cậu ấy hoặc nói rằng tôi không muốn cậu ấy ở đây. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện nếu Benfica muốn chấm dứt hợp đồng sớm, bởi vì chúng tôi luôn muốn những điều tốt nhất cho cầu thủ." Jadon Fernandes gia nhập Tottenham từ tháng 1 năm nay theo hợp đồng cho mượn 18 tháng từ Benfica. Tuy nhiên đến hiện tại, tiền vệ 21 tuổi đang không có chỗ đứng trong đội hình của Spurs sau khi họ đã trải qua một phiên chợ hè thành công. Theo thông tin được Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận với Sport Mail, FIFA sẽ chi trả toàn bộ mức lương của Gomez trong giai đoạn trung vệ này nghỉ thi đấu. Gomez hiện đang hưởng mức lương khoảng 80.000 bảng một tuần. Điều đó cũng đồng nghĩa FIFA sẽ phải chi trả khoảng 2 triệu bảng nếu như trung vệ người Anh nghỉ thi đấu tới hết mùa. Đây là nội dung nằm trong chương trình bảo vệ các câu lạc bộ của FIFA. Theo đó, các câu lạc bộ sẽ nhận được khoản bồi thường và hỗ trợ nếu cầu thủ của họ dính chấn thương trong khi phục vụ đội tuyển quốc gia ở các trận giao hữu hạng A. FIFA sẽ tính khoản bồi thường dựa trên quy định cụ thể cho tới khi cầu thủ trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ. Derby County vừa bổ nhiệm Wayne Rooney làm một trong 4 huấn luyện viên tạm quyền sau khi sa thải ông Philippe Cocu. Đây là kết cục được dự báo trước vì Derby County thi đấu cực tệ ở mùa giải 2020-2021. Sau 11 vòng, họ chỉ thắng đúng một trận và đang đứng bét bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh. Tạm thời dẫn dắt đội bóng này cùng huyền thoại Man United gồm có Liam Rosenia, Shay Given và Justin Walker. 4 vị huấn luyện viên tạm quyền có nhiệm vụ đôn đốc công tác huấn luyện và chỉ đạo Derby County cho đến khi đội chủ sân Pride Park tìm được huấn luyện viên chính thức. Riêng Wayne Rooney theo tờ Express, ban lãnh đạo Derby County đang cân nhắc bổ nhiệm cựu tiền đạo Man United trở thành nhà cầm quân chính thức. Theo Telegraph, Pep Guardiola chưa có ý định rời Etihad và sẽ sớm dạn hợp đồng với Man City. Các bên liên quan chưa đưa ra thông báo chính thức về việc đã đi đến thỏa thuận về việc dạn hợp đồng, nhưng nhiều người thân cận với Pep quả quyết rằng ông sẽ ở lại Etihad. Việc Pep đồng ý ở lại là cú hích rất lớn với Man City, đặc biệt là khi nhiều trụ cột của nửa xanh thành Manchester đang thấp thỏm chờ động thái từ ông thầy rồi mới quyết định tương lai. Một khi chiến lược gia 49 tuổi đặt bút ký vào giao kèo mới với tờ Citizens, khả năng cao các ngôi sao còn phân vân về tương lai sẽ làm điều tương tự. Graziano Battistini, người đứng đầu công ty đại diện Promoes Sport tại Italia cũng là đại diện của Eric Bailly cho biết, trung vệ người bờ biển Nga có thể rời Man United dù mới dạn hợp đồng chưa đầy được một năm. Nếu Eric được trao cơ hội, tôi tin cậu ấy có thể là cầu thủ quan trọng, nhưng điều ấy không xảy ra. Rõ ràng là chúng tôi cần cân nhắc về tương lai của cậu ấy. Các đối tác của tôi tại Tây Ban Nha luôn dành cho Eric sự quan tâm, nhưng giờ cậu ấy vẫn toàn tâm toàn ý với Manchester United. Đây đã là mùa giải thứ 5 của Bailly trong màu áo của Man United. Tuy vậy, trung vệ 26 tuổi thường xuyên vắng mặt vì quá mẫn cảm về chấn thương. Theo Stadio Sport, Atletico Madrid muốn đưa Dybala về sân Wanda Metropolitano với giao kèo bán đứt Alvaro Morata cho Juventus kèm 35 triệu euro. Sau khi chiêu mộ Luis Suarez, Atletico để Morata tới Juve theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt với giá 40 triệu euro. Tính thêm 35 triệu euro phụ phí, Atletico đánh giá Dybala ở mức 75 triệu, khá cao so với thị trường chuyển nhượng vào lúc này. Dybala cũng không nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ động viên Juve sau yêu sách đòi tăng lương lên mức 15 triệu euro một mùa sau thuế ở mùa này. Cùng với phong độ kém của tiền đạo người Argentina, nhiều cổ động viên của Juve không muốn nhìn Dybala khoác áo số 10 tại sân Allianz thêm nữa. Lê Sĩ Minh là cái tên thứ 3 gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước thềm mùa giải 2021 sau khi anh xin thanh lý hợp đồng ở đội bóng Nam Định. Cầu thủ sinh năm 1993 từng có 5 mùa thi đấu cho đội chủ sân Thiên Trường. Mùa giải 2018, anh chuyển sang chơi cho Quảng Ninh rồi trở lại Nam Định. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ký 1 năm với Sĩ Minh để đánh giá khả năng đóng góp của cầu thủ 27 tuổi. Anh chơi vị trí tiền vệ công vốn là vị trí mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu một cầu thủ làm bóng đẳng cấp. Tuy nhiên, Sĩ Minh có thể trở thành phương án 2 bên cạnh một tân binh khác.